Ngày 22 tháng 10, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Tâm, 36 tuổi, 18 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 15 tháng 9 năm 2021, sau khi uống hết bia tại nhà bạn ở thị trấn Khánh Hải, Tâm đi bộ ra mua bia về để tiếp tục nhậu. Khi đi được một đoạn, Tâm thấy ông Nguyễn Văn Đức, thành viên chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại hẻm 62 đường Ngô Sĩ Liên, không cho hai người phụ nữ không có giấy tờ vào chợ, thì Tâm đến cản trở ông Đức để hai người phụ nữ qua chốt. Chưa dừng lại, sau khi mua bia về, Tâm lấy ghế ra trước cửa nhà ngồi chửi ông Đức. Lúc này, ông Đức và ông Dương Văn Châu đang trực cùng gọi điện thoại cho công an thị trấn Khánh Hải đến yêu cầu Tâm về đồn làm việc. Tuy nhiên, Tâm không chấp hành và dùng con dao dài 26,5cm đâm ông Dương Văn Châu gây thương tích 5%. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Ninh Hải nhận định hành vi của Tâm gây cản trở việc thực hiện công vụ, xâm phạm trật tự quản lý hành chính, làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Ninh Hải tuyên phạt bị cáo Phan Văn Tâm 18 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.